Nhằm phát huy tối đa tiềm năng cũng như hiệu quả của việc học tập, thời gian qua, trường Cao đẳng Gia Lai đã đặc biệt chú trọng công tác giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên toàn trường. Trường Cao đẳng Gia Lai hiện có 5 cơ sở với hơn 1.000 sinh viên, đa phần là người dân tộc thiểu số, đang được đào tạo 5 nhóm ngành nghề. Xác định kỹ năng mềm, kỹ năng sống là điều kiện tiên quyết trong đào tạo, góp phần để học sinh, sinh viên, đặc biệt là người dân tộc thiểu số có cơ hội hòa nhập, thích nghi với môi trường mới. Năm 2022, nhà trường đã thử nghiệm chương trình đào tạo sơ cấp với thời lượng 600 giờ, trong đó có 90 giờ đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho toàn bộ sinh viên. Kỹ năng này sẽ giúp các em trang bị những cái nền để các em có khả năng giao tiếp đối với bạn bè, đối với thầy cô, đối với gia đình và đối với xã hội. Và khi được trang bị những kỹ năng này rồi thì các em sẽ có một sự tự tin, mạnh dạn. Và đây chính là điểm yếu lớn nhất của các bạn học sinh sinh viên, đó là sợ thiếu giao tiếp và luôn cảm giác là mình e ngại và sợ sệt. Và để thay đổi được tâm lý này thì chỉ có một cách là trang bị cho các em một kỹ năng giao tiếp để các em có điều kiện để tiếp cận, để thể hiện mình. Và chắc chắn rằng sau này khi các bạn ra trường với những kỹ năng như thế này thì các bạn sẽ có một cái điều kiện để các bạn phát triển hết những khả năng bản thân các bạn có. Vâng, và mong rằng cái sự đào tạo này sẽ không nằm ở góc độ nhà trường nữa mà sẽ mở rộng ra nhiều hơn nữa. Trong các tiết học đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng mềm, các học viên được đào tạo theo hệ thống lý thuyết và thực hành các kỹ năng trực tiếp. Đồng thời, nhà trường cũng linh hoạt tạo các hoạt động như mời người có uy tín là già làng, tu sĩ công giáo, sinh viên người dân tộc thiểu số đến chia sẻ, truyền cảm hứng yêu nghề, tự tin cho người học. Giảng viên là những giáo viên thuộc các chuyên ngành công tác xã hội, tâm lý học của nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng mời các chuyên gia là diễn giả có năng lực trong lĩnh vực hướng nghiệp đào tạo giáo dục kỹ năng sống cơ bản cho học sinh sinh viên như giao tiếp, quản lý bản thân, làm việc nhóm, phỏng vấn xin việc làm, thích ứng với môi trường mới. Khi mà em học lớp kỹ năng mềm này thì em cảm thấy rất là cuốn hút, rất là muốn học lâu hơn nữa. Lớp học này thì giúp ích được cho em sau này em đi làm sẽ có thể tự tin hơn trong giao tiếp, giúp cho em phát triển hơn về công việc. Kỹ năng sống cho các bạn sinh viên và đặc biệt là các bạn sinh viên năm nhất, chuẩn bị cái hành trình để các bạn học tập, lao động và trải nghiệm để sau này trở thành những cái công nhân có ích và đặc biệt là những công nhân mà được xã hội đón nhận. Thì mình nghĩ là những cái kỹ năng mà ở đây các bạn có thể tự học và được các cô chia sẻ. Thì mình quan trọng nhất là kỹ năng là biết mình là ai và muốn gì ở trong tương lai. Thì mình thấy là, và mình là người tuyển dụng gần 20 năm nay, thì mình thấy đó là những cái kỹ năng mềm mà mình thấy là đặc biệt là ở khu vực Gia Lai còn rất là thiếu, đặc biệt các bạn trẻ rất là thiếu. Và mình luôn luôn mong muốn có cơ hội để được chia sẻ điều đó với các bạn và đi với cùng với các bạn trên cái hành trình tìm lấy chính mình trong cái con đường để đi đến thành công và sống có ích cho bản thân cũng như cho gia đình và cho xã hội. Ngoài các tiết học đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng mềm, các sinh viên còn được đi tham quan một số cơ sở sản xuất để hình thành tư duy nghề nghiệp, dần dần thích nghi với môi trường sản xuất tại doanh nghiệp trong tương lai.